Đây mình đang đi làm việc ở dưới Bình Dương, không đi thăm lại hết tất cả cái vườn mà để chuẩn bị sang năm là làm trái, công tác để cành tạo tán này kia. Nay mình ghé anh Hoàng. Vườn này thì đất các bạn nhìn đang dốc, sụt dốc nhá. Đây nó Tân Tân Định à anh? Tân Định, à, Hữu Liêm. Hữu Liêm. Người ta cũng phải móc nha, là do cái chất đất này, cái phần cao lanh, cái đất phần sét trong cái đất này nó cũng cao cao. Mặt trên thì có thể thoát nước nhưng mà mùa mưa nhiều thì đất này nó vẫn 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 có cảm giác cái nền nước, thì móc cái mương giữa này. Đấy, giữa cái hàng. Nhưng mà trên này mà đất dốc ấy, vẫn phải nạo trồng mô nhá thì sẽ ok hơn. Các bạn nhìn thấy cái phần gốc không? Đấy, tiện thể quay để cho một số anh, một số chị sáng nay em có đến vườn đó thì em cũng nói chuyện để mình chúng ta nhìn thấy cái gốc. Chúng ta đang làm cái hố mà nó võng vào trong. Rồi khi mà mưa nhiều thì nó sẽ rất dễ nhá, rất dễ là bị úng nước rồi sẽ bị thối cái gốc và dẫn đến cái cây của mình nó chết. À, mưa gió thì mưa chúng ta dọn thể dẹp ở trong này sạch sẽ một chút, cũng không cần phải rộng như thế này đâu, này, kỹ quá. Thì chỉ cần ra ngoài cái gốc, cái phần rễ lồi kia thôi. Này, nhìn thấy không? Đấy, cái phần rễ ngày xưa là nó thấp ở dưới nhưng mà dần dần nó sẽ lồi lên trên. Mà cái mô này còn cao này. Thực sự là cái này bây giờ mà có đất để mà đắp cái mô này ra một chút nữa thì nó sẽ rất là đẹp. Còn không thì mình sẽ phải chấp nhận với cái tán này ra, thế là ok rồi. Cái thứ hai là các cái đầu cành. Đây, các cái đầu cành mà nó có phần thì xu hướng co lên. Chúng ta bấm tỉa nó đi. Đó, bấm tỉa bo cái cành để chúng ta lấy đọt ra nha. Đó, cái này là hợp lý. Nhìn nó chưa này nhưng mà cái cây chúng ta đang sẽ lấy ba cây đọt nữa. Đó, cây đọt này, hai ba cây đọt nữa rồi chúng ta mới làm bông. Cứ bình tĩnh cái cây tơ mà. Đấy. Cái lá nó phải như thế này cái đạt này. Này chỉ có bón phân hữu cơ và có sử dụng cái xi của mình từ khi mà nó còn bé đấy. Nói thì có thể là cô chú anh chị không tin đâu. Thứ nhất, độ ẩm đủ. Thứ hai, phân hữu cơ bón đều không có tiếc tay. À, cứ mỗi cây đọt là chúng ta phải phải cho nó ăn đều. À, cộng với ví dụ như là trung vi lượng hay là amino gì dưỡng lá, sâu dày. Nhưng ở cái vườn này hay một cái là chắc một năm chắc phải hai lần phun thuốc dày là cùng. Tôi chắc chắn nói cái câu này ra thì không ai tin đâu. Nhưng mà đây là sự thật nhá. Ngay từ nhỏ đã không dùng thì sau này có dùng phải dùng những cái loại nhẹ thôi. Còn các bạn đã từ nhỏ mà đã dùng nhiều rồi thì cứ thế à. Nặng nặng nữa. À, nhìn cái lá, lá nó rất là bóng. Cũng chả với NPK với kiếp gì đâu. Vườn này chăm là chỉ có cái công mà phát cỏ là đặng nhất ở cái vườn này. Và thứ hai nữa là ở cái khu vực này này thì cũng hiếm có cái vườn sầu riêng là được như này lắm. Đó, cái rễ nó phải lồi như này và nó cái phần thắt ở cái phần mắt ghép ha. À, bạn thấy không, nó đều cả cái gốc này lên. Da rẻ nó hồng hào thế này. Tức là lòng sầu riêng mà mình quan tâm, cái sầu riêng nó phải được như thế này. Chứ không phải là mọi người cứ đi hỏi là phân gì, thuốc gì. Phân thì nó chỉ là một phần thôi. Một phần từ cái cách thao tác trồng này, từ cách quản lý độ ẩm mà độ ẩm nhất luôn. Sáng nay đến vườn cái chú trên kia không ạ? Mấy ngày nay cứ bảo mưa, trời ui ui nó có mưa đâu các bạn, mà nắng. Giờ là nắng gắt này. Ông bảo mưa mưa rồi tưới làm gì. Trời ơi, ra kéo ra vườn thì thấy đất nó khô cong luôn. Đó. Bới ra thì bảo sao nó khô vậy? Mấy nay mưa mà. Chúng ta cứ chờ như vậy xong. Vậy xong là cái cây nó suy triệt thì chúng ta lại đổi là tại là xài phân này, xài phân kia. Đó. Không có tại. Tại là tại mình. Đó. Để mà làm cái vườn nó đẹp ra thì chúng ta phải rất nhiều cái yếu tố, ha. Rất nhiều cái yếu tố nó kết hợp lại từ cách trồng, cách chăm sóc, rồi phân do nước non, chứ không phải là cứ trồng là đẹp, rồi cứ đổ phân tưới phân là đẹp. Đây là lan xài hữu cơ, bỉ của mình là một, xì trước của mình là hai, rồi ba cái vấn là cái phân bón lá, dưỡng lá, dưỡng đọt.
Các bạn nhìn thấy cái cây trong vườn nó rất là đều, đều luôn. Thế nào trồng ngày xưa đấy, dính mấy cây thái vào trong đây. Gì sáu mà giờ quá đẹp nhá, bóng lưỡng. Đây ở Bình Dương thì mọi người mà ai trồng sầu riêng có nhu cầu anh em hỗ trợ tư vấn góp ý nhau giao lưu học hỏi thì liên hệ mình sẽ cho số điện thoại. Ở dưới này thì có anh Xuân, đây là anh Xuân, nông dân sản xuất giỏi của huyện Vũ Giáo, tỉnh Bình Dương. Anh Xuân cũng có bể dày kinh nghiệm và vườn rất là đẹp, mọi người có thể anh Xuân dẫn đi thăm vườn. Đại lý mình còn đi lý cừ nữa ở cái An Thái. Đây là mương thoát nước, thứ hai nữa là tránh cái việc trôi màu ở trên kia xuống. Cái gì? Giờ bón phân mà còn sợ cái. Thấy rồi, đầu nói chung ông tỉa tiếp rồi, nó căn bản rồi. Nhưng mà cái gốc cũng không cần làm quá xa, cũng vừa thôi, cũng cần quá xa nó chừng ra 5 mét được rồi. Ừ. Giờ bón phân mà bón phân thì lại sợ cây nó còn quá. Rồi, tới ngay giờ cái xi chưa? Thấy là chuẩn rồi đó. Nhưng mà cái nè, nói thôi, cái hữu cơ bón được rồi. Rồi thứ hai nữa là cho nó ít NPK ha. Ít thôi. Rồi, thấy nó đang le nè. Rồi. Ở sâu này có không? Ở đây có sâu này không? Đang Xuân đang nói chuyện với anh Hoàng. Bảo bón phân đi. Không, bón phân hữu cơ là hợp lý. Bón đi. À, không gì ạ? Đẹp, nói chung là vườn này rất là đẹp. Này thì không có rồi, cây rồi thấy nó khỏe quá. Không.